Paulo Dybala mới trở lại trên ghế dự bị trong trận Juventus để thua Porto 1-2 vào ngày 17 tháng 2. Tuy nhiên, cầu thủ người Argentina lại tái phát chấn thương và nhiều người lo ngại Dybala có thể phải nghỉ thi đấu đến hết mùa này. May mắn cho Dybala khi anh không gặp chấn thương nặng như dự kiến. Chia sẻ về tình hình lực lượng của Juventus trước thềm trận đấu với Hellas Verona, Pirlo cho biết: Kulusevski đang chơi tốt ở một số vị trí mà không phải sở trường của cậu ấy. Chúng tôi đã yêu cầu những điều khác với khả năng của cậu ấy, nhưng cậu ấy vẫn đáp ứng rất tốt. Với Paulo Dybala, chúng tôi sẽ đánh giá lại vấn đề của các nhân viên y tế để tìm giải pháp sớm nhất. Dybala không cần phải mạo hiểm phẫu thuật ngay lập tức. Hợp đồng của Rafael Varane với Real Madrid còn thời hạn đến mùa hè 2022. Trong thời gian qua, chủ tịch Florentino Perez đã xúc tiến đàm phán gia hạn với cựu cầu thủ của Lens. Thế nhưng, đôi bên vẫn chưa tìm được tiếng nói chung trên bàn thương thảo. Về phía Real Madrid, ưu tiên số 1 của họ vẫn là giữ chân bằng được Varane. Đội chủ sân Bernabeu coi trung vệ người Pháp là thủ lĩnh hàng đầu trong tương lai sau thời Sergio Ramos. Tuy nhiên, theo AS, vì gặp khó khăn trong việc thuyết phục Varane ở lại, nên Real Madrid đã tính đến khả năng bán cầu thủ này. Cụ thể, nếu tình trạng vẫn không được cải thiện, Los Blancos sẽ nhận bất cứ lời đề nghị nào vào tháng 6 năm 2021. Bất chấp tình trạng bế tắc của câu lạc bộ, Jurgen Klopp tin rằng đội hình Liverpool vẫn rất mạnh và không cần phải tái thiết trong mùa hè tới. Chia sẻ trước thềm trận đấu với Sheffield United, huấn luyện viên người Đức cho biết: tái thiết đội hình là như thế nào? Bán 10 người và mua 10 người khác à? Hay là thay hết đội hình chính? Tôi không nghĩ đây là thời điểm mà Liverpool cần xây dựng lại đội hình. Hay chúng tôi có 6-7 cầu thủ hết hạn hợp đồng và cần phải thay thế toàn bộ các tân binh. Đội hình này vốn dĩ chưa từng được thi đấu cùng nhau trong năm 2021, đó mới chính là vấn đề. Tất nhiên, chúng tôi sẽ cần điều chỉnh những sự thay đổi nhỏ. Bên cạnh việc đưa ra những phản ứng cho tình trạng hiện nay, chúng tôi cũng cần xây dựng lại kế hoạch cho tương lai. Chấn thương của Neymar đang hồi phục rất nhanh và ngôi sao đắt giá nhất thế giới cũng đã trở lại tập luyện bình thường. Vì vậy, nhiều khả năng Neymar sẽ kịp bình phục để đối đầu gặp đội bóng cũ Barcelona tại sân công viên các hoàng tử. Nếu Neymar kịp ra sân, cơ hội để Barcelona lần ngược thế cờ lại càng nhỏ đi. Với thất bại 1-4 trong trận lượt đi ngay tại Camp Nou, không nhiều người dám nghĩ thầy trò Ronald Koeman có thể tiếp tục tạo nên một cơn địa chấn ở Champions League. Vào ngày hôm qua, Mauricio Pochettino vui mừng thông báo về tình trạng cải thiện chấn thương của Neymar. Tôi biết thể chất của cậu ấy rất tốt và cậu ấy đã trở lại tập luyện bình thường. Cậu ấy đang dần trên đà hồi phục. Neymar đang chạy trên sân tập và hoàn thành tốt các giao án. Điều quan trọng là cậu ấy đang có một tinh thần rất tốt và sẵn sàng ra sân. Trong cuộc họp báo sau trận thắng Mönchengladbach, Pep Guardiola mỉa mai đám đông khi cho rằng Man City chỉ thành công nhờ tiền bạc. Trước thêm trận đấu với West Ham, huấn luyện viên người Tây Ban Nha nhắc lại vấn đề này với giọng điệu tức giận hơn. Chúng tôi sẽ luôn là nhân vật chính trong chuyện này, chúng tôi phải chấp nhận điều đó. Đời mà, không chỉ một phóng viên, một chuyên gia nói như vậy mà rất nhiều người nói rằng chúng tôi thành công nhờ tiền. Khi họ nói cứ mãi điều đó, nó hiển nhiên trở thành đúng và chúng tôi cũng chỉ biết chấp nhận sự thật mà thôi. Tôi không cảm thấy sự khác biệt quá nhiều khi so sánh với các câu lạc bộ lớn nhất thế giới về việc chi tiền hay mua sắm cầu thủ. Vì vậy, chúng tôi sẽ chấp nhận ai nói gì cũng được, miễn là chúng tôi làm tốt công việc của mình và thành công. Mối lương duyên giữa Sergio Ramos và Real Madrid có nguy cơ đổ vỡ vào cuối mùa giải này vì vấn đề tiền lương. Hợp đồng của tứ ca sẽ đấu hạn vào tháng 6 tới và Ramos muốn ký hợp đồng ít nhất 2 năm cùng với mức lương như cũ. Cuộc đàm phán giữa Ramos và Real Madrid đã dần đi vào ngõ cụt. Trung vệ người Tây Ban Nha cũng đang tiến với một số đại gia châu Âu như PSG và Man United nhưng vẫn chưa nhận được hồi đáp. Mùa hè trước, PSG vừa thanh lý một trung vệ quá tuổi như Ramos là Thiago Silva, trong khi Man United muốn tập trung vào việc trẻ hóa đội hình. Trong bối cảnh đó, chủ tịch Perez đã ra đòn quyết định để thuyết phục Ramos ở lại. Theo tờ Marca, Perez đã gặp trực tiếp cũng như gọi điện thoại nói chuyện với Ramos trong nhiều ngày liền để phân tích thiệt hơn. Và sau cùng, Ramos cũng chấp nhận xuống nước và đồng ý giảm lương để ký hợp đồng thêm 2 năm.